À, vâng, à, trân trọng cảm ơn và trân trọng kính chào chị nhà đầu tư đã quan tâm đến kênh Đạt Capital Stock Finance Mình là Đạt Kép Mr. Gấu Và nếu được gặp anh chị follow kênh của em trong thời gian qua và đặc biệt là trong video ngày hôm qua Thì có thể là chắc chắn là mình đã tự tin múc vào những dòng cổ phiếu giống như là thép hoặc chứng khoán đúng không Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ không view về thị trường mà mình sẽ view về thị trường vào cái phiên chủ nhật tuần này thì rất là mong anh chị nhà đầu tư đón nhận còn riêng trong giai đoạn này thì chúng ta để ý à, một cái kịch bản là Vini nó chưa gãy trên nha Vini nó vẫn đang là ở một cái kênh tăng đúng không nó vẫn đang ở một cái kênh tăng và giá của nó vẫn đang nằm trên những cái đường là gì mà a 200 của một cái xu hướng tuần rất là mạnh và ở đây rất là nhiều những nhà đầu tư non kinh nghiệm họ chỉ nhìn vào Vini khi mà Vini gãy 1001 á thì là họ có những cái xu hướng họ bán ra và họ quyết liệt biết là họ quyết liệt họ đứng ngoài thị trường đúng không họ quyết liệt họ đứng ngoài thị trường nhưng lại không quan tâm đến vn 30 tại vì thật sự là những cái view trước của mình mình không đem vn 30 ra nói tại vì nếu trường hợp mình đem vn 30 ra nói á, thì rất là nhiều những gọi là những google khác họ lại copy theo cái lệnh của mình thì nó cũng không hay đó nhưng mà thật sự là mình thấy là vn 30 nó vẫn đang ở một cái kịch bản chưa gãy những cái đường xu hướng ngàn mốt và nó vẫn chưa gãy thì không có lý do gì mà có thể là nó giảm sâu được do do đó là mình đã có một cái tin update khá là sốc gửi đến anh chị nhà đầu tư của mình vào cái phiên giao dịch ngày hôm qua à, ngày hôm qua lúc 12 giờ trưa nè là mình không ăn trưa luôn không ngủ trưa luôn là để mình nhiệt tình mình mình hỗ trợ anh chị nhà đầu tư mình nói là là nó sẽ về cái vùng bao nhiêu là 1088 nè và nó có gì à? một cái phiên lắp gáp ở vùng này rồi và khi mà nó đã có một cái lắp gáp ở vùng này rồi thì nó sẽ tiếp tục à, mình kỳ vọng là có thể là nó sẽ hồi lên được vùng là hay ít đúng không? à đó 100 đậm là ngưng bán đúng không là bắt đầu là mút mút mạnh nè thép nè đúng không thép trứng đúng không thì cái danh mục ngày hôm qua mút đây đúng không là chia tiền ra mút nha anh chị tại vì thanh khoản nó khá là thấp mà mình nhồi vào những cái lệnh mà 20 tỷ 30 tỷ thì như vậy nó rất là khó và trong cái ngày hôm qua là mình mua gần đâu đó gần phải là gần phải nói là gần 30 tỷ gần 30 tỷ tiền hàng là những cái cổ phiếu giống như là HPG nè nè à, uh, SHS ở đây À, HBG tiếp tục đó thì mình mua mình có xô những cái lệnh ở trong đây để cho anh chị nhà đầu tư và thật người thật việc thật và cái lệnh khớp nó hoàn toàn uh, Điều đều người thật việc thật hết ở trên đây đó thì ở đây thì anh chị thấy không là mua liên tục và ngày hôm qua là khi mà ngày hôm qua là ATC nè à, tiếp tục là múc tiếp là là múc điên cuồng là cũng như đâu đó là gần 500 trên 500 nghìn 600 nghìn cổ phiếu là HPG à, qua sen đâu đó cũng tầm là 5 đó, 5 700 đó năm như 600 700 đó à mà mình mình không nhớ số chính xác anh chị. Đó, tại vì mình múc khá là mạnh và múc khá là nhiều. Đó và mình có nói là lý do tại sao cái phiên hôm qua là phiên mua thì ngày hôm qua mình đã có view trong một cái video này. Đó, nhưng mà mình lại giấu mà mình không view vì anh 30 nha anh chị. Tại vì mình mua view vì anh 30 thì khá là nhiều người họ copy theo cái view của mình thì nó lại không hay. Đó thì những cái đó thì nó sẽ chỉ là những cái khách hàng mà họ đang giao dịch ở trong cái room lệnh của mình ở đây râm lệnh của mình thì họ như vậy thì họ mới mới bắt đầu là gì là họ họ, họ được ưu đãi phần đó đó và mình trưa nay nè mình lại có phân tích nè khi mà nó về 1075 nè là mốt là mốt cực mạnh đó tại sao mà lại không mốt mà lại đi bán đó như thế mút đúng không đó thì như vậy thì mình cuối giờ thì mình nói là là nó đã giảm 873 lên 125 1256 một hai năm sáu đó từ 873 lên một hai năm sáu và về 1073 thì uh, lên lại 1280 thì đâu đó là mỗi một nhịp tăng trong một cái sóng trung hạn của nó tầm đâu đó khoảng 200 điểm Thì mình đang rất là kỳ vọng vào cái nhịp này Còn về view chính xác của Vini thì anh chị quan tâm thì anh chị có thể là... Uh liên uh, xem lại video của xem tiếp video của mình vào phiên chủ nhật này nha à, còn ngày hôm nay thì mình muốn làm cái video này để mình giải thích cho uh, khá là nhiều anh chị nhà đầu tư tại vì một số anh chị nhà đầu tư hỏi à, à múc vậy thì lệnh ở đâu lệnh ở đâu thì một số anh chị nhà đầu tư ở cộng đồng thì thì có thể là họ không vào trong đường những cái lệnh của mình thì họ sẽ không có những cái lệnh múc này thì mình rất mong là với những cái lệnh múc này của mình thì chắc chắn mình đã lãi được đâu đó gần hơn một tỷ rồi À, thì cái view của mình thì chắc chắn thời điểm trước và đến thời điểm bây giờ Thì tất cả khi mà anh chị tham gia kênh hoặc là xem qua về cái view của mình Thì đều đều biết là mình đã bán được ngay ở những cái vùng trên đây đúng không 1, 2, 3, 5 Mình múc lại quanh ngàn mốt và ngày hôm kia mình đã có một cái cắt lỗ quanh cái vùng 1001 tất nhiên là trong một cái nhịp từ 1001 lên 1150 1160 mình đã lãi khá là nhiều và mình à, mua ở những cái vùng một một hai ít một một ba ít nhưng mà nó hàng nó về ba ba ít hàng nó về để không lãi thì nên mình mình thủng một ngàn mốt là mình cắt luôn nhưng mà ngày hôm qua thì mình múc lại khá là mạnh đó và ngày hôm nay thì rất là nhiều những cổ phiếu nó tăng khá là nóng đúng không khá là nóng tại vì sao Tại vì là thị trường á nó đã rơi quá mạnh rồi thì chắc chắn nó phải hồi, nhưng mà mình nghĩ là ngày hôm nay nó chỉ hồi về 1095 thôi, xong rồi qua tuần nó lại dập dìu, dập dìu nó có thể là nó nó đạp về 1090 1088 sau đó nó lại tăng trở lại. Nhưng mà không, nó kéo khá là mạnh và lên lên cái vùng ở đây. VN Index của chúng ta lại lên trên ở cái vùng là 1108 và mình dự đoán là à, nếu trường hợp mà Vini của chúng ta vượt qua khỏi cái vùng mà 1143 này thì chắc chắn là Vini của chúng ta thậm chí tăng khá là mạnh đấy, tăng khá mạnh những cái mốc mà 125x này nó nó sẽ là gì? Nó sẽ là rất là à, gọi là à, Uh, nhỏ và việc tăng thì khá là bình thường anh chị cứ đón quy mô đi đúng không thứ nhất là cái tính phiếu là bắt đầu là bơm ra rồi là hết hạn rồi là cái thứ hai nữa là lãi suất của việc công banh là tiếp tục lại giảm nữa thì tiền nó lại vào chứng thôi cho nên là cuối tuần anh chị nên À, cân nhắc là ví dụ như mình bơm thêm tiền vào trong giai đoạn này để mình chiến cho nó mạnh ha à, Và anh chị cần về những hỗ trợ về view, về góc nhìn của mình Và về những cái lệnh mua lệnh bán thì có thể liên hệ mình Để mình hỗ trợ, mình tư vấn và mình ép anh chị vào trong những room tư vấn phi của mình nha Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video kế đến Và hôm nay là một cái phiên uh, ngày 20 tháng 10 Thì chúc tất cả uh, các chị, các em, các cô uh, uh, Xem qua cái video này À, ở trong và ngoài nước thì gửi đến mình xin gửi đến những lời chúc trân trọng nhất và chúc anh chị à, các và chúc các chị các cô à, các em có một ngày 20 tháng 10 thật là trọn vẹn xin chào và hẹn gặp lại anh chị à, trong cái phiên vào ngày chủ nhật này nha.